Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF và mình là Long. Video này Long sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kèo chắc chắn sẽ kiếm được tiền nếu như các bạn được tham gia vào test cái game này nha. Rồi, kèo này có tên là Reland Crypto, là một cái con game thuộc cái thể loại cày cuốc, và ý của Long ở đây á có nghĩa là cày cuốc đúng nghĩa đen luôn. Các bạn sẽ nhập vai vào một cái nhân vật trong một cái hành tinh mà tại đó từ sáng cho đến tối các bạn chỉ có vác cái máy dò và cái cuốc đi đào những cái viên đá quý mà thôi. Ok, bây giờ đến với cái website của dự án. Ở giao diện chính thì về cơ bản cũng không có cái gì để chúng ta bàn cả, cho tới khi các bạn vào phần trò chơi của dự án. Và đến với phần game thì chúng ta có một cái trailer cũng như là một cái giả thuyết của dự án về cái việc mà họ làm ra một cái metaverse mà bên trong đó có những cái viên đá quý. Đại loại là họ nói về câu chuyện là rất lâu trước đây, khi tiền tệ chưa ra đời á, thì cái sự rực rỡ của đá quý đã làm say đắm con mắt của nhân loại rồi, và chúng được sử dụng như một cái phương tiện để trao đổi giá trị vậy đó. Và không còn nghi ngờ gì nữa thì ở thời điểm hiện tại, khi mà bình minh của kỷ nguyên metaverse đang đến á, thì mọi người sẽ muốn sử dụng đá quý như cái cách mà họ làm ở trong thế giới thực. Thì để mọi người dễ hình dung thì họ đang kiểu như là tính chất bắt cầu á, để cho chúng ta hiểu được cái tầm nhìn của họ về câu chuyện của cái game này, của cái dự án này với những cái viên đá quý đó khi mà metaverse xuất hiện và metaverse nó phát triển hơn nữa. Ok, và đến với lại cái trailer thì các bạn cũng sẽ thấy đây là một cái trailer cơ bản nói về câu chuyện là tại một cái vùng đất thì nơi đó thì có đồng tiền kỹ thuật số rồi, thì bây giờ cái còn thiếu đó là một cái loại đá quý, và dự án này sẽ là thứ mà bắt đầu sản sinh ra những cái loại đá quý đó. Và tại cái chỗ này á thì sẽ có rất là nhiều người để họ cầm cuốc và họ đi đào ha. Thì sau khi mà họ đã hoàn thành được công việc đào của họ rồi thì mới đến một cái câu chuyện là tại một cái metaverse nào đó có cái việc sử dụng đá quý trong những cái thành phố của họ, những cái thế giới ảo đó. Và trong khi mà các bạn khai thác như vậy thì ngoài việc các bạn nhận được cho mình những cái viên đá quý thì vẫn có thể nhận được cho mình đó là những cái loại token. Và đây là cái thông tin mà khi mà game ra mắt chính thức nha các bạn. Còn ở giai đoạn hiện tại khi mà chúng ta test á, nó chỉ cơ bản là nó cho các bạn test để các bạn trải nghiệm thôi, và các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Ok, và đó là tổng quan của cái trailer thôi, các bạn có thể xem để rõ hơn về cái trailer này nó nói gì ha. Kế tiếp là cái lộ trình của game. Về cơ bản thì nó cũng chỉ đang ở phase 1 mà thôi, rất cơ bản là chỉ mới cho close beta như là đang trong cái giai đoạn test nên các bạn chưa có gì đặc biệt cả. Nhưng nhìn về sau á thì như cái trailer phía trước các bạn đã xem, đó là nó sẽ mở cho mình một cái workshop về câu chuyện là những cái vật phẩm đá quý đó sẽ thành NFT. Rồi lại kế tiếp phase 3 á là mở một cái metaverse và những cái vật phẩm đá quý đó sẽ được sử dụng trong cái metaverse đó. Ok, đó là những thứ sau này ha, và các bạn có thể tham khảo thêm nếu như cảm thấy thích cái dự án này. Và cuối cùng tại cái trang web của họ thì có cái phần partner nữa, thì tại đây các bạn sẽ thấy được cái phần là premium partner. Thì đây là một cái đội tuyển bóng đá ha, và họ cũng là partner với lại cái dự án Reland Crypto này. Song song với đó thì các bạn cũng sẽ thấy có những cái partner khác như là Polygon nè, Contract nè, thì các bạn có thể xem và tìm hiểu thêm ha. Và cũng như là đại sứ của dự án nữa, thì bên team mình khá là may mắn khi mà cũng có một slot tại đây. Và chính vì á là việc mà team mình có một đại sứ từ cái dự án này nên DF đã có được cho mình 5 slot để mà chắc chắn cái suất test lần này cho các bạn. Và 5 slot này sẽ được để lại cho những anh em trong cộng đồng Telegram, và 5 slot này sẽ được chia cho 5 người đứng top chat DF nha. Thì các bạn có thể xem trên màn hình nè, đây là cái bảng thống kê lại những cái bạn mà có cái sự hoạt động nhiều trong group Telegram của mình nha. Đương nhiên là 5 slot thì Long có kém một cái slot để mà Long sẽ làm video cho các bạn xem nữa, cho nên là chắc là nó chỉ còn 4 slot thôi. Ok, đó là lý do mà các bạn sẽ thấy là cái bài thông báo chỉ có 4 slot thôi mà không phải là 5 slot như tôi nói nha. Ok, và đó là cái thông tin mà mình đề cập nhẹ thôi. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cho những bạn mà không có cái suất chắc chắn đó cách để đăng ký tham gia vào cái việc test của cái dự án này nha. Ok, và đây là cách đăng ký tham gia test game Reland Crypto. Bước số 1, các bạn vào Discord của dự án. Tại các cái phần chọn như này á thì mình cứ chọn hết thôi, và cái ngôn ngữ mình chọn mình sẽ chọn tiếng Anh các bạn nha. Bước số 2, các bạn sẽ vào cái phần là rule và role tại Discord, thì các bạn xác minh, và đây là cái thói quen của tất cả các room Discord luôn, mọi người nên lưu ý nha. Bước số 3, các bạn chọn vào mục beta application. Tại đây các bạn sẽ thấy một cái video hướng dẫn để đăng ký tham gia test game, và các bạn sẽ kéo lên trên và các bạn sẽ thấy một cái đường link đăng ký. Sau khi nhấn vào đường link, các bạn sẽ xác minh và kết nối, nó sẽ hiện ra cho mình một cái form để các bạn điền. Tại đây thì nó có hiển thị thêm về cái cấu hình của game, các bạn có thể tham khảo thêm. Bước số 4, tại cái phần ID Discord đó, vì khi mà các bạn đã xác minh và kết nối, lúc mà các bạn nhấn vào cái link ở bên group Discord rồi á thì nó đã lấy được thông số của mình rồi, cho nên là cái này á mình sẽ không cần quan tâm. Và nếu như nó chưa có thì các bạn có thể làm lại từ cái bước vào group beta application và các bạn nhấn vào cái link đăng ký một lần nữa. Bước số 5, các bạn nhập mail thôi. Bước số 6, các bạn sẽ lấy cái username Discord của mình giống như cái cách mà Long làm nè, và cũng như trên cái form điền á nó cũng đang có hướng dẫn cho mình nha. Bước số 7 thì tại đây các bạn sẽ dán cái ví MetaMask của mình vô, là cách đơn giản nhất và tiện nhất. Bước số 8, còn lại á thì chúng ta chỉ chọn đúng cái địa điểm thôi, như là khu vực Đông Nam Á nè, quốc gia thì Việt Nam nè, sau đó mình chấp nhận những cái điều khoản của nó, sau đó mình gửi cái form này đi và hoàn thành
thành cái việc đăng ký rồi. Ok, và đây là cái video cung cấp thông tin cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách thức đăng ký tham gia test game Reland Crypto. Và video sau Long sẽ tiếp tục ra khi mà các bạn test game nó cập bến. Lúc đó thì Long sẽ chỉ cho các bạn các cái mẹo để hoàn thành cái nhiệm vụ test game nhanh nhất và nhận cho mình cái phần thưởng từ Reland Crypto ha. Và cuối cùng đừng quên tham gia Telegram của DF để cùng chơi game và có thêm nhiều lợi ích khác nữa. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì cho Long một like, một subscribe. Hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF.